Trên lĩnh vực giáo dục y tế, thưa quý vị, thời gian qua các trường đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động đầu tư cho hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, hoạt động kết nối để tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững trong các trường đại học. Đáng chú ý, hoạt động này không chỉ dừng lại ở tính phong trào mà đã trở thành một môn học chính thức được các trường đưa vào giảng dạy nhiều năm qua, ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, đây là nơi dành cho sinh viên học tập, nghiên cứu sáng tạo. Cũng chính nơi này đã có không ít ý tưởng dự án khởi nghiệp được hình thành và đã trở thành hiện thực. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện dự án, nhà trường cũng dành hơn 2 tỷ đồng để thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến học nhằm kịp thời hỗ trợ cho giảng viên, sinh viên. Nhờ đó, đội ngũ giảng viên và sinh viên nhà trường đã có nhiều nỗ lực để thực hiện ước mơ khởi nghiệp thành công, trong đó có nhiều dự án khởi nghiệp đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh Đồng Nai tổ chức. Với những ý tưởng khởi nghiệp của các bạn thì nhà trường luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho các bạn nếu như các bạn đủ tự tin, đủ bản lĩnh để các bạn có thể trình bày được những cái ý tưởng của mình thì nhà trường thấy được cái tính khả thi của các bạn thì sẵn sàng đồng hành của các bạn trong cái vấn đề là nguồn vốn. Để hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên được hiệu quả, các trường đại học trên địa bàn tỉnh còn chủ động tìm kiếm, hỗ trợ và thúc đẩy các dự án khởi nghiệp mang tính sáng tạo, khả thi từ sinh viên. Bên cạnh sự sáng tạo của sinh viên, điều các trường quan tâm nhất hiện nay là tạo được các kênh kết nối hiệu quả để từng bước hiện thực hóa dự án bằng sản phẩm chất lượng, nổi bật trên thị trường. Và để làm được điều đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp là rất quan trọng. Học thêm đào tạo từ các doanh nghiệp đã thực chiến, đã thất bại để từ đó các bạn ấy có được cái định hướng và hành trang thực sự tốt hơn nữa. Vì vậy mà đối với việc này thì cái sứ mệnh của nhà trường đó là cũng như các tổ chức đó là hãy kết nối và hãy đào tạo các bạn, hãy chia sẻ và một cái nữa đó là hãy tạo động lực tốt hơn nữa từ những kinh nghiệm của các doanh nhân, doanh nghiệp đã thất bại và thành công cũng như là các nhà trường có được môi trường học tập sáng tạo từ đó thì giúp các bạn sinh viên khởi nghiệp sẽ ít bị thất bại hơn. Để các em có thể khởi nghiệp được một cách trọn vẹn thì các em đầu tiên là các em phải quay lui lại một xíu, đó là hoạt động về hướng nghiệp về bản thân mình. Thì đầu tiên là các em phải xác định được cái giá trị bản thân mình nó nằm ở đâu. Thì lúc này các em xác định được năng lực rồi thì các em sẽ xác định được công việc tiếp theo mà mình sẽ làm nó đúng. Nó đúng rồi thì các em khởi nghiệp đúng thôi. Trong kim tứ đồ của các em vậy. Lúc này các em có thể đi làm ở các đơn vị ở vai trò làm thuê hoặc là các em có thể tự khởi nghiệp bằng chính dự án của các mình là xong. Song song với đó, các môn học về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong chương trình chính khóa của các trường đại học, cung cấp kiến thức chuyên môn bổ ích cho sinh viên, với hơn 50% thời gian dành cho thực hành dự án và nghiên cứu thị trường thực tế. Đáng chú ý, chương trình đào tạo luôn được các doanh nghiệp tham gia, nhờ đó nội dung giảng dạy sát với nhu cầu thực tế. Cũng chính nhờ sự tích cực tham gia của các trường, sự chung tay của doanh nghiệp, sở ngành sẽ giúp Đồng Nai đạt được mục tiêu đặt ra, đó là hướng tới việc kết nối các trung tâm mạng lưới nhằm tận dụng thế mạnh cộng hưởng và trao giá trị thiết thực cho học sinh, sinh viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giáo dục ngày càng phát triển.